Hi, xin chào anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với Đông Series ha Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số những cái thao tác mà chúng ta có thể sử dụng ở trong ví Metamask để có cơ hội nhận được airdrop từ ví này nếu mà nó ra mắt token thì hiện tại anh em biết là ví Metamask là cái ví mà được nhiều người sử dụng nhất ở trong thị trường và nó chưa có token ha thì nếu mà bạn nào đã từng xem qua bài viết ở trên channel, trên telegram của mình á thì vào tháng 3 năm nay mình đã có cập nhật với lại mọi người á đó là công ty mẹ của của cái ví metamask này chính là Consensus thì họ đã xác nhận với lại báo chí là họ sẽ có thể là ra mắt cái DAO quản trị riêng và có thể là ra mắt token cho ví thì tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin cập nhật về cái việc ví Metamask sẽ ra token nhưng mà nếu ví này có ra token thì đó thật sự sẽ là một cái cú hích rất là lớn dành cho thị trường ha và khả năng cao là khi mà ra token thì nó cũng sẽ airdrop ha dành cho những người đã sử dụng ví thì điều kiện để nhận nhận airdrop là gì chúng ta không biết bây giờ chúng ta chỉ làm hết sức để có thể có cơ hội nhận được thôi thì cái điều kiện đầu tiên thì các bạn cần đó là chúng ta cần phải sử dụng ví metamask thường xuyên ha chúng ta mua chúng ta nhận gửi token thì thông qua ví này rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em thêm hai cái thao tác nữa và hai cái thao tác này thì tùy theo mỗi bạn ha chúng ta có thể thực hiện một cách thường xuyên hoặc là nhiều ví khác nhau nếu mà các bạn muốn kiểu là farm airdrop thì các bạn có thể làm và để mà chúng ta kiểu như là đầu cơ để xem có cơ hội nhận được hay không thì cái thao tác đầu tiên đó là thao tác mình sử dụng tính năng swap ngay trên ví MetaMask luôn ha. Cái tính năng hoán đổi này nè thì để mà sử dụng tính năng swap anh em có thể sử dụng những cái mạng mà ví MetaMask nó đang hỗ trợ cho anh em cái việc là chúng ta swap. Ví dụ như là ở bên BSC nè. Thì nó có cho phép swap cho nên bây giờ mình sẽ vào mình ấn chọn là hoán đổi. Rồi, bây giờ ví dụ như là mình sẽ hoán đổi từ bên BNB sang bên BUSD ha. Thì cái tính năng này nó cũng tương tự như là vì các bạn swap token ở bên những cái sàn DAX thôi Thì thay vì các bạn swap trên sàn DAX á Thì các bạn sẽ à, Chúng ta mua bán trực tiếp Ở trên ví Metamask luôn ha Thì hệ thống nó sẽ tự động nó quét ra Những cái à, cặp giao dịch Mà nó có thanh khoản tốt nhất Cho các bạn swap ha Bây giờ mình sẽ chọn nè Rồi ok hoán đổi Thì các bạn thấy là ví nó sẽ xử lý giao dịch Thì khi nào mà thành công thì Nó sẽ báo cho chúng ta ha Rồi, các bạn thấy là hệ thống đã thông báo là hoàn tất giao dịch rồi. Có nghĩa là mình đã swap được BNB sang 5.3 BUSD rồi thì khi mình đóng lại thì anh em sẽ thấy là cái token mới của mình nó đã hiện ở đây thì cái tính năng swap này tùy theo các bạn ha các bạn có thể sử dụng thường xuyên và mình khuyên là các bạn nên sử dụng một cách nhiều lần ha tại vì thường thường những dự án nó airdrop thì nó sẽ airdrop cho người dùng mà active ở trong dự án tức là sử dụng thường xuyên nhiều lần chứ không phải là làm một lần không cho nên anh em rảnh và anh em có mua bán token thì anh em có thể thay vì lên trên sàn DAX những cái sàn khác nhau để mua thì anh em có thể thử mua bán ở trong cái ví MetaMask luôn ha. Rồi đó là tính năng đầu tiên. Cái tính năng thứ hai á thì các bạn có thể chi cập vào cái địa chỉ là portfolio.metamask.io. Rồi các bạn chọn cho mình cái phần là bridge, tức là cái tính năng cầu nối chuyển tiền từ ở bên mạng này sang mạng khác. Thì cái này nó cũng giống như là những cái cầu nối mà anh em sử dụng thôi. Chúng ta đang có tiền ở bên cái chain này chúng ta có thể chuyển sang bên cái chain khác thì cái tính năng cầu nối này với Metamask nó cũng chỉ mới vừa ra mắt trong vòng tầm 1 2 tuần trở lại đây thôi. Thì hiện tại thì nó có hỗ trợ một số những cái chain như thế này ha. Đó là Ethereum, BSC, Polygon với lại Avax thì theo mình test hiện tại thì những cái chain này nó vẫn chưa được hoàn chỉnh lắm chúng ta chỉ có thể chuyển tiền ở một số những cái chain nhất định thôi ví dụ như là mình có thể chuyển từ bên ethereum sang bên mạng của polygon thì ở đây mình sẽ mở ví của mình ra và mình chọn lại thành mạng của ethereum ha đó thì anh em thấy là hiện tại ở bên mạng Ethereum thì mình đang có sẵn 20 USDC với lại một ít ETH làm phí gas thì mình sẽ thao tác mình chuyển USDC từ bên Ethereum sang bên Polygon ha mình sẽ nhập là 20 rồi để chuyển cái này thì các bạn cần có uh, token để làm phí gas ha. Thì anh em thấy là cái cầu nối mà ví MetaMask nó sẽ đề xuất cho mình đó chính là cái cầu nối của Hop và cái thời gian chuyển là tầm 10 phút, uh, phí gas ước tính là tầm 5 đô ha. Thì mình sẽ chọn là approve token nè. Rồi ok, xác nhận. Rồi sau khi nó hiện lên cái chỗ là transaction confirm tức là giao dịch uh, approve đã thành công thì bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp một nút nữa đó là thực hiện cái transaction. Thao tác chuyển ha. Rồi xác nhận rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là à, cái quá trình mà chúng ta chuyển tiền từ bên mạng Ethereum qua mạng của Polygon thông qua ví MetaMask thì hệ thống nó sẽ hiện ở đây ha khi nào mà nó hiện lên chữ complete tức là chúng ta thành công còn nó đang hiện cái chữ là in progress tức là à, hệ thống nó đang thực hiện ha thì bây giờ các bạn đợi ha tùy theo mạng lúc đó chúng ta chuyển thôi các bạn có thể sang bên mạng polygon của chúng ta rồi chúng ta check thử xem là khi nào mà nhận được tiền ha thì thường thường mình làm thì tầm trong tầm là năm mười phút hoặc là lâu hơn là tầm 15 lăm hai phút thì tiền nó đã qua rồi còn nếu như mà đợi quá lâu mà tiền nó không qua thì ở đây nó sẽ tự động hiện lên một cái cửa sổ để cho anh em có thể gửi support yêu cầu hỗ trợ cái trường hợp của chúng ta ha nhưng mà thường thì nó sẽ qua rất là nhanh thôi tại hoàn toàn nó hoạt động ở trên blockchain chứ không thông qua người phê duyệt gì hết cho nên chúng ta cứ đợi ha rồi ở đây anh em thấy là mình đã chuyển thành công qua bên Polygon rồi Thì khi mà mình mở ví lên thì mình thấy là có USDC rồi nè Đó, ở đây thì nó cũng có hiện lên cái thông báo là complete rồi Thì đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái cầu nối ở bên trong ví Metamask để chuyển tiền từ mạng này sang mạng khác Thì như mình nói hiện tại á, là cái cầu nối này nó chỉ mới được xây dựng thôi Cho nên còn một số những cái chain nó chưa có hỗ trợ cũng như là một số token nó chưa cho phép chúng ta chuyển Cho nên bạn nào mà chúng ta làm thì các bạn cứ làm giống mình đó là chuyển từ bên Ethereum sang bên Polygon và chọn uh, token đó là USDC là được ha. Thì uh, thêm một cái lưu ý nữa cho mọi người á là khi mà anh em thực hiện cái thao tác là uh, swap ở trên ví MetaMask hay là chúng ta sử dụng Bridge á, thì lúc nào các bạn cũng nên chúng ta ưu tiên sử dụng mạng Ethereum trước với lại các mạng khác lý do là bởi vì theo cái kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy là nhiều dự án á, khi mà nó có nhiều những cái chain khác nhau ha, thì nó sẽ thường đánh giá cao user ở bên mạng Ethereum hơn là những mạng khác lý do là bởi vì đối với là những cái mạng như là bên BSC hay là Polygon những cái mạng khác á, thì à, phí nó rẻ cho nên nó sẽ diễn ra cái tình trạng đó là người dùng sẽ à, farm airdrop tức là sử dụng rất là nhiều ví khác nhau để mà cố gắng nhận được airdrop còn đối với Ethereum thì cái tình trạng này nó sẽ diễn ra không có nhiều. Lý do là bởi vì mỗi một giao dịch ở trên Ethereum thì nó tốn tầm vài đô lận. Cho nên thường thường thì dự án nó sẽ đánh giá cao user bên đây hơn. Cho nên anh em nhớ chú ý điều này ha. Còn cái việc mà sử dụng thì chúng ta vẫn sử dụng hết tất cả những mạng nhưng mà ưu tiên thì vẫn ưu tiên bên Ethereum. Rồi ok, thì đó là cái video hướng dẫn của mình về cách sử dụng ví MetaMask để có cơ hội chúng ta nhận được airdrop nếu mà ví này ra token thì uh, anh em nào mà chúng ta chưa tham gia vào channel ở trên Telegram của mình á thì anh em có thể nhấn vào đường link mình để bên dưới phần mô tả video ha. Thì cái channel này mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin thị trường ở trên đây cho anh em cho nên các bạn có thể tham gia ha. Rồi ok thì mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video khác. Chào tạm biệt mọi người.